Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em. Hổ cúng gì dữ vậy? Ồ, cúng lớn luôn, bữa nay cũng lớn. Ồ, à, cũng lớn luôn hả? Trời ơi. Đi hết chưa? Cầu này là cầu của chị là chị bị gắt luôn hả? Cũng rất là lớn từ đầu 24 mà. Hôm nay từ đầu tới giờ là cũng lớn nhất. Trời ơi, cũng dữ quá trời lớn vậy. Nhiều mình 34 năm hả? 34 năm. Ơi, quá trời luôn. Quá lớn mọi người ơi. Còn lại gì để cho cũng biết cái thùng sữa không thọ kéo có kéo đưa nè, đi nó cắt thì nó bất cứ khó khăn. Rồi bảy điện thoại luôn. Điện thoại mới mua. Mới mua mà. Có kéo không? Đây nè, bên đây, bánh bao hả? Bánh bông lan. Cái tàu măng đầu tiên cái măng nào ra màu đó nó lộ. Rồi. Con cây trên bàn nè, trên bàn bên đây nha. Quá lớn luôn à bạn. Dạ. Quá trời luôn ha. Quá trời luôn. Nè, 14 à. Tôi tự mình để lấy mầm ra là trước đã. Quá tuyệt vời. Như đây em cắm một cái cọng hoa nhỏ để có cái đài trước đã. Kia là gì á? Quá tuyệt vời luôn. Em cắm một cái đầu tiên. Cái cây bánh đồ rất là nhiều luôn. Cái này là cái đang dọn ra người ha. Ờ đang dọn ra. Rồi hậu trường sân khấu của cô khán giả nào ta? Của anh khách. Tại vì cô này hả? Không anh không biết. Bên với Leo mua về. Mua về để mua về cho con mì cúng cậu năm cho người anh em 14 nha, 14 âm lịch nha. Đúng rồi, mình xung quanh này đúng không? Xung quanh đây là cái này nè. À, vậy là dĩa ha. À, xung quanh là cũng dĩa. Bao nhiêu cái dĩa vậy? À, cái đó mà mỗi dĩa bỏ mãi, mỗi cái bánh bao đi. Bỏ dĩa vô đây cũng được, cho anh em bụi cũng được. Đây, cái mâm đây là đầu tiên cho anh xong, rồi mình xếp cho cậu Năm. Còn không là xếp cho cậu Năm trước đây, 10 mâm trước đây, để bên trước đi, rồi mình xếp cái kia. Sự cố anh nha. Em cắm cái bệnh bông cái máy. Cái máy cố. Bị 13 củ thôi. Đâu? Muốn thì luôn á. Bảy không? Có bảy không? Có bảy giờ. Tắt lại xong đó. Quẹo cái máy luôn. Nó cầm cầm. Rồi. Nó quay được mà. Mua. Cảm ơn bị cầm. Cái này có đít ra đó cái mạng. Để thằng bé mà thằng bây giờ chuyển thành hình công là gì á. Cái này là cái gì. Hiểu không hình công có giá trị nữa. Cái này là không rửa đó. Đâu ra cây rồi, không rửa. Ồ, bánh mía kìa, 6 cây bánh mía luôn. Mía là mía chai rồi hả? Rồi mía chai. Bữa nay 14 mà chắc cũng chai. 14 cũng chai, 16 cũng mặn. Đúng không? Nói rồi. Một dĩa đất đai đầu tiên. Đất đai đúng không? Cái đất đai đúng không? À, cũng rất là khủng nha mọi người. Rất là khủng nhà 14 luôn. Đây lên 100 một cái ghế nè. Đây đây. 31 mâm hả? Nhiều mâm? 31 mâm. 31 mâm nha mọi người. Đây là mâm đầu tiên. Mâm đầu tiên. Rất là khủng nha. Hoa hoa cả trăm cành luôn. Đó. Không biết sao nha. Trăm cành luôn. Cái gì vậy trời? Má đâu má mẹ. À, quá tuyệt vời. Trời nay cũng lớn quá trời lớn luôn. Trời ơi bông kìa. Bông dữ vậy vậy ta. Buổi sáng lên được. Các chư vị hôm nay là trái cây lại bánh rồi rất là nhiều. Trời ơi. Và khâu mà khâu bông thì sẽ là em Nhi sẽ là khâu bông nha mọi người ha. Kênh YouTube Ngọc Nhi ha. À, sáng dẫm lên chân cái rồi xoa rồi bớt cho em.
đi. À. Thường thường là cũng được là phụ trách về hoa à, bây giờ xếp đi. Cái bỏ từ từ lần sau. Oh. Ngâm luôn. Bây giờ mình xếp này đó. À, mẫu bên má cao. Phải biết rồi đúng không? Đúng rồi đó. Xếp thì mình anh bỏ một thứ một tất gì đó. Đó, vậy đó. Nó không làm được hết. À, anh em đang soạn ra mọi người. Đây đây lát nữa dư mình bỏ tiếp. Nó nói quanh kia cái chị Nhi Nhi ơi. Nó nói quanh kia. Hai đây mày bỏ ra đi. Lát mình đổ sao? Bỏ cái cây giúp bánh mình để cho. Đúng rồi, bánh lên. Căng lên cái. À, bây giờ em mới trông thôi. Đó tên tên là ta mấy tay cái lề, mỗi thân cái lề đó. Bây giờ đúng chắc. Làm cái này không có đủ. Đúng rồi, chính xác. Mỗi thân cái bơm. Bơm này thế này. Đó, mỗi thân cái bơm. Đó. Đây, cái nè. Đó, thấy chưa? Đôi mâm hội thức. Cảm ơn mọi người đã. Để nó không đủ nha. Cái gì đó. Cái gì? Thôi hết rồi. Rồi bây giờ chị cắt mấy cái cây. Chuẩn bị cúng ngày 14 rồi rồi. Một con năm này cũng lớn lắm nha. 31 mâm. Giờ thì mọi người làm người chuẩn bị toàn cảnh mộ tổ năm cho người xem ha. Mọi người thấy không? Chuẩn bị cúng vị trí này mọi người. Đó. Cái vị trí này mọi người ha. Nắng mấy nay vô quay cơm lẹ vậy? Chưa, chắc ai không à. À chuẩn bị cúng luôn à. Nay 14. Ừ. Cúng 14 nha. 16 cũng cúng lớn luôn á. À, rồi thấy không? Đó là toàn cảnh nha mọi người ha. Sẽ cập nhật tiếp những mâm trái cây được lên bàn thờ tổ năm. Đó. Sẽ được để đây mọi người ha. Giờ em sẽ quay một vòng nữa, em sẽ kết thúc video. Người xem thì cho em xin một like và đăng ký ha. Giờ mấy anh em đang chuẩn bị lên mâm quả, chuẩn bị đưa lên bàn thờ mọi người ha. Mọi người xem mà cho em xin một like và đăng ký nha. Và chút xíu nữa là em sẽ cập nhật cái video này tiếp theo là sẽ được cúng trên bàn thờ của năm. Chắc có lẽ là rất là đẹp, trang trí rất đẹp, cho nên là mọi người đừng rời xa video của em nha. Mọi người cứ tiếp tục xem video của em sẽ cập nhật những video mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay cũng như trong ngày hôm nay mọi người ha. Đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Người xem thì cho em xin một like và đăng ký. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bây giờ em sẽ quay một vòng nữa nha mọi người. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào cái video sau. Bye bye mọi người nha.